Chào bạn, tôi sẽ làm một cái video giới thiệu cho bạn về một cái loại dây. Đây là dây cái gì bạn biết không? Đây là đầu dây dây nguồn. Đây là dây nguồn. Dây nguồn cắm giữa dây ổ điện. Đấy, cắm giữa ổ điện với cả cái sạc laptop. Đây đầu cắm hai hai giác cắm này. Đây là cắm ổ điện, đây là cắm vào cái cổ sạc của laptop. Dây này chắc chắn là có 3 dây đúng không? Các bạn nhìn thấy có 3 giác cắm này. Có cái 3 chỗ cắm này. Thì đây là sẽ có mang vai trò là dây hai dây dây âm và dây dương. Đấy. Còn một cái chỗ cắm này là một cái dây trung hòa. Đấy. Cái dây mát đấy. Đây là cục cắm. Đây là cục tiếp xúc với cả ổ cắm điện. Dây này nó khá là quan trọng bởi vì là nó sẽ làm cầu nối trung gian giữa dây giữa nguồn điện với cả thiết bị máy tính với cả thiết bị. Đầu tiên là cái nguồn là cái sạc, cái adapter của máy laptop. Đây tôi sẽ giới thiệu các bạn ba cái loại dây cơ bản. Cái này là cái ba sạc bình thường nhé. Đây ba sạc này, ba sạc bình thường này. Đây cái một loại nữa là cái ổ cắm nó rất là to đúng không? Đấy, cái ổ cắm rất to, ổ cắm ba thì các bạn cũng thấy đây nó ghi ở dữ liệu là 13A, ý là tối đa thì nó sẽ chịu được 13A. Mười ba ampe đây hai cái cực này, đây, cực âm dương này. Đây một cái dây trung hòa, đây, một cái điện tích trung hòa đấy, dây mát đấy. Tuy nhiên là cái đầu ra của nó đây, cái đầu ra của nó là gồm hai chạc này các bạn này, đấy. Hai chạc thì sử dụng cho rất nhiều cái đo cái thiết bị do những cái sạc nó có cái hai cái chạc. Ở đây nó ghi đầy đủ cả điện áp luôn, điện áp vào. Cái hai chạc thì rất là hạn chế bởi vì là trên thị trường người ta thấy rất là ít rồi, chỉ thấy cái ba chạc là nhiều. Đây một cái loại dây nữa, cũng là dây cắm nguồn điện vào cái sạc laptop. Tuy nhiên cái dòng dây này thì các bạn nhìn thấy có một sự khác biệt. Đây, cái điện vào đây các bạn nhìn thấy nhé, nó có một cái dây tiêm mát, một cái cực tiêm mát rất là lớn này, rất an toàn cho khi
khi dòng điện tăng hoặc là giảm thì nó rất là an toàn. Ê, hai cái giá cắm vào rất là chắc chắn, dây rất là to. Trong này thì em sẽ còn có hai cái dây được các bạn, ba cái dây, trong này vẫn có ba cái dây. Ba cái dây, tuy nhiên là một cái dây tiêm mát của nó sẽ không cắm trực tiếp vào đây, mà nó riêng hẳn đây. Tiêm mát được chuyển ra ngoài. Đây, cái độ dài dây nó rơi vào tầm 1,5 m. Dây to và rất là chắc chắn. Ở đây ghi là 7 ampere, 125 V. Đấy, cái chịu được cái điện áp rất là cao. Đấy, phải nói là một cái chúng ta lựa chọn cái thiết bị này cũng rất là quan trọng. Đây là cái thiết bị đầu vào tiếp trực tiếp truyền tải giữa điện năng truyền tải từ điện lưới vào cái thiết bị đầu tiên của laptop, là cái sạc laptop, đấy là cái củ sạc ạ. Nó phụ thuộc vào thiết bị này càng chắc chắn càng tốt thì nó sẽ ít ảnh hưởng đến khi dòng điện tăng giảm đột ngột, sẽ không ảnh hưởng đến cái cục sạc, đúng không ạ? Nó chập cháy các thứ, chập cháy nó sẽ ít ảnh hưởng đến cái cục sạc của laptop. Nên chúng ta khi chúng ta mua sạc hoặc là mua cái dây này, chúng ta phải để ý đến cái độ bền và cái chất lượng của cái dây. Vâng, trên đây tôi vừa hướng dẫn các bạn, vừa giới thiệu với các bạn về cái tác dụng cũng như các phân loại của các loại dây nguồn
vào của dây nguồn và của cái vào ấy, kết nối giữa nguồn điện với cả cục sạc laptop. Qua đây hy vọng các bạn có những một số kiến thức nhất định về cái loại dây này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.